Lực lượng chức năng ở Bình Dương phá cửa, khống chế một phụ nữ đi test COVID-19. Tối ngày 28 tháng 9, lãnh đạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận video chia sẻ trên mạng xã hội về việc lực lượng chức năng phá cửa, khống chế một phụ nữ đi test COVID-19 xảy ra tại chung cư Y-Home 4 ở phường Vĩnh Phú. Tối ngày 28 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng chức năng cùng một số người mặc thường phục đang phá cửa một căn hộ trong chung cư. Khi mở được cửa căn hộ, nhóm người xông vào, khống chế người phụ nữ và yêu cầu đi test nhanh COVID-19. Lúc này, phía trong căn hộ có tiếng la hét của trẻ em. Người phụ nữ vừa đi vừa nói người ta đang làm việc mà nhào vô đập cửa. Sau đó, người phụ nữ được đưa xuống sảnh chung cư nơi có nhân viên y tế chờ sẵn và bị yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19. Video chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Ông Lê Trung Hiếu, trưởng ban quản trị Block B3, B4 chung cư Home 4 cho biết, người phụ nữ trong video là Hoàng Thị Phương Lan, sinh năm 1983, ở phòng B4.022. Ông Hiếu giải thích, từ đợt dịch COVID-19, hai block chung cư đã có 24 ca mắc và chung cư đã 15 lần tổ chức test COVID-19 cho gần 450 người dân. Riêng chị Lan không tham gia test cộng đồng và nhiều lần đã bị nhắc nhở, thậm chí có lần y tế phải lên tận căn hộ để test cho chị. Lần này, ban quản trị đã báo cáo lãnh đạo địa phương. Sau đó, lãnh đạo phường cùng lực lượng chức năng xuống kiểm tra và phá cửa yêu cầu test COVID-19. Chị Hoàng Thị Phương Lan thì giải thích, đợt đầu tiên đã xuống test cộng đồng nhưng sau đó thấy có nhiều ca lây nhiễm chéo nên lo sợ và tự mua que test để test tại nhà. Gần đây, có đội y tế đến tận phòng test cho và kết quả âm tính. Hôm nay, trong lúc đang dạy yoga online, chị nghe tiếng gõ cửa nhưng không nghe rõ người bên ngoài nói gì, sau đó thì thấy phá cửa xông vào. Trước sự việc xảy ra, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, bí thư Thành ủy Thuận An cho biết đã nhận được thông tin từ lãnh đạo phường Vĩnh Phú. Do ban quản lý tòa nhà sợ ca này F0 vì nhiều ngày không xuống test COVID-19 nên đã yêu cầu địa phương kiểm tra. Khi đập cửa chị Lan không mở nên phá cửa vào bên trong kiểm tra. Khi mở cửa và yêu cầu chị Lan ra test nhưng vẫn không đồng ý nên đã tiến hành khống chế. Bà Phương giải thích mục đích là bảo vệ cho sức khỏe của người dân và cho tòa nhà bởi khu nhà này đã mấy lần có ca mắc COVID-19 nên địa phương rất lo ngại dịch bùng trở lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.